Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Play TV. Hiện tại thì anh em chúng tôi đang có mặt tại chân núi ha. Ở chân núi để cắm trại đi bẫy chuột thôi. Đây là cắm trại đi bẫy chuột nha các bạn nha. Ở đây thì chân núi cái cây này nè. Hôm nay thì chưa đi bẫy đâu nha. Hôm nay thì cắm trại đã. Bởi vì giờ là chiều rồi, tối rồi. Nên chắc là cắm trại xong rồi đốt lửa rồi nướng ăn rồi ngủ đã. Ngày mai mình mới đi bẫy chuột nha. Giờ hiện tại thì anh em khó mà bẫy chuột được, giờ này thì kiếm mà chỗ bẫy chuột rất là khó. À chắc là mình sẽ bẫy cắm trại chỗ này ha, sẽ nhìn vào view phía bên kia nè, đó núi rất là đẹp luôn ha. Chắc sẽ bẫy chắc là ở đây đi, chắc là ở đây nè ha, chắc sẽ cắm trại ở đây nha, cắm trại ở đây xong rồi quay về phía bên kia để có núi nó đẹp ha. Chắc cần đầy tí nè ha. Đó gần đây có cái cây này cho nó bật ra nó đẹp nha. Vâng, group sẽ cắm trại ở đây nha các bạn nha. Bây giờ sẽ cắm trại ở đây thôi. Đây là trại của mình nha. Bây giờ thì làm trại xong rồi, kiếm củi để đốt lửa lên nướng xúc xích hay là nướng bắp gì đó ha. Thank you.
Ừ.